Sáng nay 8 tháng 5 tại khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban tổ chức Người đẹp Hạ Long 2018 đã tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về chương trình chung kết Người đẹp Hạ Long và ra mắt trước Vương miện dành cho thí sinh đăng quang. Nằm trong sự kiện văn hóa quan trọng của tỉnh, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần và là một trong những hoạt động điểm nhấn của năm du lịch quốc gia 2018. Cuộc thi Người đẹp Hạ Long 2018 do tỉnh đoàn, Đài Phát thanh Truyền hình, Sở Văn hóa Thể thao, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh phối hợp tổ chức. Cuộc thi Người đẹp Hạ Long năm nay có chủ đề Người đẹp Hạ Long đăng quang tỏa sáng. Trải qua hai vòng thi sơ tuyển và sơ khảo với trên 100 thí sinh đăng ký dự thi, Ban tổ chức đã lựa chọn 20 thí sinh xuất sắc nhất vào tranh tài trong vòng chung kết. Qua đánh giá của Ban tổ chức, nét nổi bật của hội thi năm nay là nhiều thí sinh có chiều cao tốt, trình độ học vấn của thí sinh được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt tham gia cuộc thi có cả các thí sinh ở vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số. Tham gia vòng chung kết cuộc thi, các thí sinh sẽ tham gia các phần thi ứng với các hoạt động Người đẹp du lịch, Người đẹp biển với vịnh Hạ Long, Người đẹp thân thiện, Người đẹp được bình chọn nhiều nhất. Tại đêm chung kết, các thí sinh sẽ tham gia các phần trình diễn, trang phục áo dài Việt Nam, trang phục áo tắm, trang phục dạ hội. 5 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tiếp tục bước vào phần thi ứng xử để chọn ra Người đẹp Hạ Long, Người đẹp thứ 2, Người đẹp thứ 3, cùng các danh hiệu và giải thưởng khác. Cuộc thi Người đẹp Hạ Long được tổ chức lần đầu tiên năm 1996, là sự kiện văn hóa quan trọng của tỉnh, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần và được tổ chức nhằm tôn vinh và nâng cao giá trị vẻ đẹp về hình thể, tâm hồn, tài năng, trí tuệ của nữ thanh niên, phát huy vai trò nữ thanh niên Quảng Ninh đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng. Đồng thời thông qua hội thi nhằm quảng bá hình ảnh du lịch của Quảng Ninh và Hạ Long tới bạn bè trong nước và quốc tế. Từ những thành công qua các năm, cuộc thi đã giới thiệu nhiều gương mặt đạt giải Người đẹp Hạ Long, đã tỏa sáng ở nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế khác, như Người đẹp Hạ Long 2010 Trần Tùng Lan lọt vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2010 và top 15 Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương. Á khôi 1 Người đẹp Hạ Long 2012 Lại Hương Thảo đoạt giải Hoa khôi Thể thao 2012, là gương mặt đại diện cho Việt Nam thi Hoa hậu Thế giới 2013. Người đẹp Hạ Long 2014 Đỗ Thị Huệ lọt vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2014. Người đẹp Hạ Long 2016 Vũ Thị Vân Anh lọt vào top 20 Hoa hậu Việt Nam 2016.